Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về các phước hạnh mà Chúa ngày dành ban cho chúng ta. Tôi trong lúc đang đứng ngợi khen với thờ phượng Chúa với anh chị em, với sự nhắc nhở của Chúa. Hôm nay chúng ta đang ở trong Chủ nhật đúng 6 tháng kể từ lúc Đại hội Phục hưng bắt đầu. Mình nhìn lại những lời tiên tri, chúng ta thấy có rất là nhiều điều đã ứng nghiệm. Cá nhân tôi được biết, các anh chị em của chúng ta trong những ngày qua, Chúa ngài ban cho tay của chúng ta mạnh sức để làm nên những của cải. Có những khu đất đã được mua, có chủ quyền, những căn nhà, nhiều căn nhà đã được con cái của Chúa mua và có chủ quyền. Những cơ sở làm ăn được Chúa ngài ban phước, như lời tiên tri mà chúng ta đã được nghe đến. Mặc dù không ai nói với ai, như lời của diễn giả căn dặn chúng ta, nhưng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, ngài là đấng làm tất cả mọi sự, khiến cho chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa một cách không ngừng ở trong đời sống của chúng ta. Và tôi tin rằng 6 tháng kế tiếp, nếu chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa, Đức Chúa Trời ngài có quyền để làm lớn hơn nữa những điều mà chúng ta đã nhận qua những lời tiên tri. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài ban phước trên chúng ta trong những ngày qua. Khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, chúng ta được khích lệ, chúng ta được nâng đỡ. Chúng ta có cơ hội để cầu nguyện với một số anh chị em. Anh chị em nhớ lại, anh chị em trở lại cùng Chúa, ăn năn cho những cái thiếu hụt ở trong đời sống của mình. Và Chúa ngài đang phục hồi đời sống của anh chị em. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Vì lời Đức Chúa Trời không bao giờ luống nhưng khi nó được rơi vào những tâm lòng đã được cải xới, một cái mảnh đất đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ nhiên là lời Chúa sẽ không hề hấn gì và không có giá trị gì cho những tấm lòng đầy những sỏi đá gai trong ở tại đó. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì lòng khao khát lời của Đức Chúa Trời cứ được dâng lên trong đời sống của các anh chị em. Mình xin Chúa ngài ban phước để hội thánh chúng ta cứ tiếp tục được phước của Chúa. Kể từ ngày hôm nay và các tuần sắp đến, tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một loạt bài dựa trên cuộc đời của một tiên tri mà đối với tôi rất là thích thú nghiên cứu, học hỏi và để ý đến chức vụ của ông. Ông là vị tiên tri thấy dường như là không có gì đặc biệt, nhưng một người rất là dũng cảm. Có nhiều khi chúng ta nhẹ nhàng và dễ thương quá đối với công việc của thế giới tối tăm. Nhưng mà vị tiên tri này thì ông là một người rất là mạnh mẽ. Khi mấy đứa nhỏ đến gọi ông là lão hói đầu, xúc phạm đến người của Đức Chúa Trời, ông nói rằng lửa từ Đức Chúa Trời sẽ thiêu đốt chúng mày. Mấy chục đứa nhỏ bị chết cháy ngay tức khắc. Khi có sự thách thức của những điều ác, ông không ngồi yên. Ông đứng lên và trong ơn của Chúa đem lại một cái sự phước hạnh của Chúa cho dân sự của Chúa. Rồi công việc của chức vụ của ông được lan rộng ra, và luôn cả những người thuộc về các xứ khác, như chúng ta thấy ông tướng Naaman của dân Assyria phun cùi, được nghe đứa đầy tớ gái báo rằng có người của Đức Chúa Trời ở xứ Giu-đa. Nếu mà bà chủ nói với ông chủ đi qua bên đó, có thể ông có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Và cách mà tiên tri Elise được Chúa ngài sử dụng, thì trong 4 tuần sắp đến, chúng tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ đến cuộc đời của ông như là một câu chuyện của một con người có một cái đức tin rất là đặc biệt. Và sáng hôm nay chúng ta bắt đầu với một cái sứ điệp, đó là dấn thân một cách triệt để, để chúng ta được khích lệ, chúng ta được nâng đỡ ở trong đời sống của chúng ta. Những con người vĩ đại trong Kinh Thánh mà cuộc đời của họ có nhiều điều có thể chia sẻ với chúng ta, nhiều sứ điệp từ nơi cuộc đời của họ có thể giúp đỡ và khích lệ chúng ta. Nói về môn giảng luận thì chúng ta sẽ bước vào ở trong một cái thể loại giảng luận gọi là chúng ta học về các nhân vật. Và chúng ta sẽ quan sát đời sống của họ, và chúng ta nhìn xem có những cái sứ điệp gì từ nơi đời sống của họ có thể giúp đỡ, trang bị chúng ta để những gì Chúa đã làm cho họ cũng có thể làm cho chúng ta. Cuộc đời của họ có thể đem lại sự khích lệ chúng ta rất là nhiều, và chúng ta có thể học nơi những cái kinh nghiệm của họ. Bởi vì chúng ta sẽ đứng cao hơn khi chúng ta chịu học hỏi và đứng ở trên vai của họ. Đây là một trong những điều nữa mà nếu chúng ta muốn tiến thân cũng như là được Chúa ngài cất nhắc chúng ta trong
bước đường đi theo Chúa cũng như trong sự hầu việc Chúa, thì chúng ta là những con người phải biết chịu học hỏi. Chúng ta chịu để Chúa uốn nắn, để chúng ta không bị gãy. Bendable so you will not be breakable. Đây là một nguyên tắc của lãnh đạo cơ đốc mà chúng ta cần được nhắc nhở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải hiếu học, chúng ta bằng lòng chịu uốn nắn, để rồi chúng ta không bị gãy nửa đường như những người mà chúng ta đã từng quen biết. Những con người trong Kinh Thánh, họ khích lệ chúng ta chạy cái cuộc đua của cuộc đời của mình, vì họ đã chạy xong rồi. Sách Hebrews cho chúng ta biết là họ bây giờ đang ở trong số đám mây rất lớn của những người đang quan sát chúng ta đang chạy trong cuộc đua của đời sống của chúng ta. Tiên tri Lê-xê là người mà chúng ta sẽ học ở trong 4 tuần tới. Xin đừng nhầm lẫn với tiên tri Eli là thầy của ông. Tiên tri Eli là một cái người vĩ đại của Chúa. Vĩ đại đến độ Chúa không cho ông trải qua sự chết như những con người khác. Ông là một trong 2 người trong Cựu Ước được Chúa ngài tiếp rước trực tiếp bằng xe và ngựa lửa mà không đi qua sự chết bình thường. Ông là một trong tiên tri đã trực diện với điều ác. Một mình mà đối diện với 450 tiên tri của Ba-an, với vua Rahab và với một hoàng hậu độc ác, dữ dằn, Jezebel. Một con người vĩ đại đã làm 8 phép lạ đã được ghi trong Kinh Thánh. Một cái điều đặc biệt nữa đó là ngài Đức Giê-xu trên núi hóa hình thì ông và Môi-se đã hiện ra trò chuyện với Đức Giê-xu. Anh chị em ở đây có thể gãi đầu hỏi gì chứ? Như vậy tại sao chúng ta không học về tiên tri Eli mà mình phải học về tiên tri Elise? Tôi tin rằng Chúa ngài cho chúng ta và chúng ta cần học về tiên tri Elise vì có những điều chúng ta sẽ được khích lệ lớn qua cuộc đời của ông. Bởi vì nhiều người trong chúng ta rất giống tiên tri Elise. Chúng ta có thể cảm thông hơn với Elise. Ông đã làm 16 phép lạ, đúng gấp đôi số phép lạ của thầy mình. Nhưng mà sự bắt đầu của cuộc đời của ông thì rất là khiêm nhường. Kinh Thánh cho chúng ta biết hầu hết cuộc đời của ông là một người nông dân. Và ông cầm cày đi phía sau một cặp bò trong số 12 cặp bò mà ông sở hữu. Cày bừa đất ruộng. Nhiều năm ông chỉ cày đất phía sau cặp bò. Có bao giờ anh chị em tự hỏi đời sống như vậy có gì đặc biệt không? Người cầm cày, chúng tôi lớn lên thì không thấy nhiều về cái vấn đề cày bừa đất. Nhưng mà sau năm 1975, về quê ngoại của tôi, vì gia đình có nhiều cái sự thay đổi sau 75, thì về đó mới chứng kiến cái cảnh này. Thì chúng tôi mới thấy cái người mà cày bừa đất đó, đứng ở phía sau một cặp bò mà nó kéo cày, thì đó là một cái view, một cái ảnh mà chúng ta thấy nó rất là khiêm nhường. Rồi lâu lâu chúng lại thải ra những chất thải của chúng nữa, thì cái mùi của nó cũng không thơm tho vậy. Tiên tri Elise bắt đầu cuộc đời của mình, hầu hết cuộc đời của ông là một người nông dân. Và khi Kinh Thánh cho chúng ta thấy về cuộc đời của ông thì ông đang ở giữa cái công việc, đang cầm cày với một đôi bò phía trước để làm việc. Có bao giờ anh chị em đặt cái câu hỏi là đời sống của tôi có làm nên việc gì đặc biệt không? Tôi tin rằng tiên tri Elise ngày này sang ngày khác cày bừa ruộng đất, chắc ông cũng có những câu hỏi như vậy. Trong lúc ông đang ở trong cái khung cảnh như vậy, ông không biết là Đức Chúa Trời ngài có một cái chương trình rất lớn cho đời sống của ông. Chúng ta nhớ đến thầy của ông là tiên tri Eli. Khi ông đứng đầu và có một chạm trán quyền năng ở trên đỉnh núi Cạc-mên, chúng ta còn nhớ điều đó. Khi ông thách thức và cuối cùng đã có thể giúp đỡ để đem cả dân tộc của ông trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi ông thách thức họ, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, thờ phượng ngài. Nếu Ba-an là Đức Chúa Trời, thờ phượng nó. Tuyển nhân của Chúa mà Chúa đầy các tiên tri của Ba-an và hình tượng của Ba-an đem cúng dân con của mình cho Ba-an. Và tiên tri Eli thách thức họ như vậy. Và cuối cùng thì ông mời các tiên tri của Ba-an lên đỉnh núi. Sẽ có một cuộc chạm trán quyền năng ở tại đó. Các bạn hãy bắt một con bò, tôi cũng bắt một con bò. Chúng ta làm bàn thờ và chúng ta sẽ để của lễ ở trên bàn thờ và chúng ta gọi lửa đến. Thần nào đáp lại bằng lửa thiêu đốt của lễ, đó là chân thần.
Chúng ta đã biết cái kết cục là các tiên tri bảo anh 450 người nhảy múa kêu xin Eli, kêu chọc họ, kêu lớn lên. Có chừng thần của các ngươi đi đâu đó hay là đang ngủ không có nghe được cái lời cầu nguyện các ngươi. Hoặc là bày tỏ cái lòng chân thành của họ, lấy gươm lấy dao ra rạch mình của mình để bày tỏ lòng chân thành của họ. Yên lặng, không một sự đáp lời nào, không một đồng tĩnh nào. Đến chiều, tiên tri Eli bước vào ở trong vị trí ông cầu nguyện. Đức Chúa Trời liền đáp lời và đổ lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ. Đá đã được chất cái của lễ lên đó. Và nước chung quanh mương ông cho đào để chứng minh rằng đây không phải là ảo thuật hay bất cứ một điều gì khác. Và kết quả cuối cùng đó là dân chúng sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Cái tin này đồn đến vợ của vua Rahab là Jezebel. Bà liền gửi một lời đe dọa. Vì tiên tri Eli đã cho giết 450 tiên tri của bạn. Và nói rằng nếu ngày này và ngày mai, giờ này và ngày mai ta gặp Eli thì số phận cũng sẽ giống như các tiên tri đã bị giết. Ông chạy để lấy mạng. Và cái thánh ghi lại cho chúng ta trong lúc ông chạy như vậy, Chúa ngài cho phép ông để có cơ hội để được gặp gỡ Chúa và phục hồi, bởi vì ông mệt mỏi chiến đấu một cách cô đơn và đến một lúc đã tủi thân. Mình nghĩ rằng trong cả nước không còn ai kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Tất cả đều đã cúi xuống để thờ lại tà thần hết rồi. Thì Chúa ngài đến với ông và nói với ông rằng không, ngài còn dành riêng cho ngài 7,000 người chẳng hề quỳ gối trước thần và anh và môi họ chưa hôn nó. Ông Chúa ngài ra lệnh cho tiên tri Eli ở trong các vua thứ nhất chương 19 câu 15 16 chép. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông: hãy theo con đường quan mạc đi đến Đa-mách. Khi đến nơi, con sẽ xức dầu cho Hazael làm vua Aram hay là Assyria ngày hôm nay. Con cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimsi làm vua của Israel, tức là 10 chi phái miền Bắc. Và con sẽ xức dầu cho Elise, con trai của Sê-phát ở Aben Mehola, là nhà tiên tri thế cho con. Ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Ông có một cái chương trình mà Đức Chúa Trời dành cho ông một cách rất là lớn lao. Ông trở nên vị tiên tri thay thế cho vị tiên tri vĩ đại là tiên tri Eli mà chúng ta đang nhắc đến ở đây. Nhưng mà điều đặc biệt của ông là lúc đó ông không hề hay biết. Ông vẫn cầm cài đi phía sau cặp bò. Tất cả những gì ông thấy ở trước mặt ông là hai cái mông của hai con bò phía trước. Cuộc đời rất là giản dị, rất là tầm thường. Ông không biết rằng có một thiên mệnh, có một cái chương trình của Đức Chúa Trời rất lớn dành cho ông. Ông không biết. Cho nên nếu chúng ta có thể nghe được điều mà Elise có thể nói với chúng ta trong lúc này, trong cái giai đoạn này, trong lúc chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời ngài sử dụng chúng ta một cách lớn lao đó, thì đây là sứ điệp: hãy phục vụ cách tốt nhất nơi Chúa đặt để bạn. Hãy phục vụ một cách tốt nhất cho những gì mà chúng ta được giao cho. Tháng 7 này nữa là 40 năm tôi thành lập hội thánh của Chúa tại đây và hầu việc Chúa với quân bạn chị em. Tôi chứng kiến người đến rồi người đi. Đa số đến thì nói rằng một sư cho tôi một cái công việc lao chùi nhà thờ, hút bụi, điều kiện âm thanh là cái gì đó tôi sẵn sàng để làm chuyện gì cũng được hết á. Nhưng mà không bao lâu thời gian thì là xong xuống cho tôi giảng trong ngày Chủ nhật. Sao không cho tôi cái vị trí đó, sao không cho tôi cái việc đó? Ô, xem thường tôi à. Anh chị em, sự cất nhắc đến từ Đức Giê-hô-va. Cái công việc mà chúng ta cần nhớ trong nguyên tắc đầu tiên này: hãy phục vụ cách tốt nhất nơi Chúa đặt để chúng ta, rồi chính Chúa ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên. Trong lúc Elise không biết gì về chương trình mà Chúa đã bảo sai phái tiên tri Eli là công việc của con trên đất chưa hết đâu, hãy đi và tìm Hisaen, sức giàu cho nó làm vua của Asi. Tìm cái người kế tiếp là Jehu để làm vua của nước Israel và tìm một người để thay thế chức vụ của con. Elise không ngờ cũng không biết là mình sắp sửa bước vào ở trong một cái chức vụ mà Chúa ngài làm việc một cách rất là lớn lao, lớn gấp đôi tiên tri Eli. Tiên tri Eli làm 8 phép lạ được ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Elise làm 16 phép lạ, đúng ra là 15.
Cái phép lạ cuối cùng là một năm sau khi ông chết rồi, phép lạ đó mới xảy ra. Khi ông chết, người ta đem chôn ông một năm sau, thì có một người khác nữa trong dòng họ qua đời. Người ta đem xác của người chết để đem vào ở trong nhà mộ đã chôn tiên tri Elise. Trong lúc đang đưa cái xác chết đi như vậy thì quân đội của nước thù đi ngang. Người này sợ quá, ném cái xác của người chết vào trong mộ bỏ chạy. Sau lưng ông một cái chuyện lớn lao xảy ra mà ông không đứng đó để thấy. Là cái xác của người chết rơi vào, chạm đến bộ xương khô của tiên tri Elise, người chết ngồi dậy sống. Phép lạ thứ 16, phép lạ cuối cùng xảy ra ngay cả khi tiên tri Elise đã chết một năm. Lúc đó ông không biết những gì Đức Chúa Trời dành cho mình. Trên lời khuyên mà tôi tin rằng nếu ông có mặt ở tại đây với chúng ta ngay giờ này, ông sẽ dạy chúng ta nguyên tắc để chúng ta tấn tới ở trong bước đường đi theo Chúa và hầu việc Chúa. Luôn cả trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc làm ăn, trong công ty của chúng ta. Chúng ta nhớ một nguyên tắc này. Để chúng ta được cất nhắc, chúng ta được thăng chức, thì hãy phục vụ một cách tốt nhất nơi chúng ta đang được cắt đặt ngay lúc này. Để không ai thăng chức, không ai giao cho chúng ta thêm công việc khi công việc hiện tại của chúng ta làm một cách gọi là tội. Làm một cách gọi là không có trách nhiệm. Thì nguyên tắc của lãnh đạo này, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta nắm bắt được trong đời sống của chúng ta. Thật ra, không phải Elise có thể nói với chúng ta mà chính Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng nói với chúng ta. Và khi chúng ta làm những công việc thường ngày, những điều thấy như tầm thường, chúng ta hãy sẵn sàng để nghe lẽ thật này và biết rằng Chúa đang quan sát chúng ta. Chúa đang theo dõi, Ngài đang nhìn. Cái ông chủ, cái người cấp trên của công việc mà chúng ta đang làm đó, họ cũng đang quan sát chúng ta. Họ muốn chuẩn bị có một cái công việc, có một cái vị trí ở trong công ty, mà họ đang tìm một cái người để họ có thể cất nhắc lên ở trong công ty để đưa vào trong vị trí đó. Thì họ quan sát và tìm cái người đang làm tốt, tốt nhất cái công việc đang được giao. Anh em có đồng ý với điều này không? Amen. Thì đối với công việc thuộc linh cũng vậy, Chúa đang theo dõi, Ngài đang nhìn cách chúng ta đối diện với hoàn cảnh, cách chúng ta đáp ứng lại với lại những nan đề có thể xảy ra, cách chúng ta đối xử khi có những cái trục trặc, có những cái sự cố nó xảy ra ở giữa công việc của chúng ta đó, chúng ta giải quyết nó như thế nào. Chắc chắn họ sẽ không giao cho một người được đứng vào trong cái vị trí lãnh đạo khi có chuyện gì khó khăn một chút xíu bỏ chạy than cằn nhằn, nhưng mà những người đứng lên và giải quyết vấn đề, nắm chủ tình hình, mọi người sẽ thấy đây là cái người xuất chúng ở trong cái chỗ này. Người ta sẽ cất nhắc lên. Chúng ta làm gì với những điều mình thích hay là không thích? Cái người trưởng thành là cái người làm tất cả những công việc dù mình có không thích, nhưng mà đó là công việc mình vẫn phải làm. Đức Chúa Trời Ngài quan sát trước khi bạn trở nên những vị nhân, để thấy bạn có trung tính và sẵn sàng để trở nên vị nhân hay không. Tôi từng kể với anh chị em, trong những ngày chiến đấu cầu nguyện, mình nhìn về tương lai của chức vụ và hội thánh, thì tôi luôn nghe câu hỏi của Chúa ở trong tai của tôi rằng: ta có thể tin con được không? Bởi vì nếu chúng ta là những người Chúa không tin nổi, mà Ngài giao quyền năng ở trong tay chúng ta, không bao lâu chúng ta sẽ kiêu ngạo, rồi chúng ta ngã sấp mặt. Nếu Chúa Ngài giao cho chúng ta, chúng ta qua đêm một số tiền khổng lồ, chúng ta sẽ hư hỏng. Ngài đang tìm xem chúng ta làm gì với những việc nhỏ để Ngài có thể giao cho chúng ta những việc lớn hơn. Và cách tốt nhất để chúng ta có thể chứng minh điều đó, đó là hãy làm tốt, thật tốt công việc mà chúng ta đang được giao trước mắt cho chúng ta. Dù chúng ta ở bất cứ vị trí nào, nhớ nguyên tắc thứ hai này. Ngay cả ở nơi tầm thường, hãy phục vụ một cách tốt nhất, rồi Chúa Ngài sẽ ban thưởng. Mục đích Chúa Trời đã thấy trước khi Eli gặp Elise, chính Ngài ra lệnh cho thiên tri Eli mà đi tìm, đi sức dầu cho Hazael làm vua Aram, Jehu làm vua Israel, và Elise làm tiên tri thay thế cho con. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài sắp đặt. Mà ngày kia khi tiên tri Eli tìm gặp Elise,
đang cài ruộng có 12 đôi bò trước mặt của mình. Điều này cho thấy ông không phải là một người nghèo. Ông có thể xuất thân từ một gia đình giàu có. Ông cài ruộng với 12 cặp bò trước mặt của mình. Các vua thứ nhất chương 19 câu số 19. Từ đó, Eli ra đi và thấy Elise, con trai của Sa-phát, đang cài ruộng. Có 12 đôi bò đang kéo cài ở trước mặt Elise. Chính ông cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua và ném áo choàng của mình trên Elise. Khi thiên tri Eli đi ngang qua Elise, ông ném áo choàng của mình trên ông. Các bạn là những người mới tin Chúa có thể hỏi, chuyện đó là có ý nghĩa gì? Sao đi ngang và rồi ném cái áo lên trên người của người ta như vậy? Nên đây là hình ảnh của sự kêu gọi. Nên có nghĩa là những gì đã bao phủ cuộc đời của tôi sẽ trở nên bao phủ cuộc đời của bạn. Quyền năng đã làm việc ở trong tôi cũng sẽ làm việc ở trong bạn. Sự tiếp trợ mà tôi đã nhận được cho chức vụ của tôi cho đến giờ phút này sẽ là sự tiếp trợ của bạn. Và những gì tôi có tôi sẽ dạy cho bạn. Bạn sẽ là học trò của tôi. Ý nghĩa của chiếc áo choàng được ném ở trên vai của Elise nói lên tất cả những hình ảnh đó. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy khó cho tiên tri Elise cũng như chúng ta ngày hôm nay là 10 năm trôi qua. Kể từ giây phút đó, không có điều gì xảy ra. Nhưng nhiều người trong chúng ta biết Chúa kêu gọi mình. Có những ước mơ muốn thực hiện. Cá nhân tôi có một lúc tôi tự hỏi, cho đến chừng nào Chúa mới đáp lời cầu nguyện về sự phục hưng mà tôi khao khát mong chờ. Được Chúa sử dụng một cách lớn lao như tôi khao khát và mong đợi. Chúng tôi từng chia sẻ với anh chị em, những ngày đầu tôi đến và sống ở tại nước Mỹ này. Tôi trong dòng hội thánh của Chúa và người Việt Nam với chúng ta tại Hoa Kỳ trong lúc bây giờ. Diễn giả cho các hội đồng cũng như là những trại, thì có chừng khoảng 4 người mà đi đâu mình cũng thấy họ làm diễn giả đó. Và lúc đó thì một số cũng đã có tuổi. Tôi đã câu hỏi với Chúa, Chúa ơi, các mục sư này mà qua đời thì ai sẽ theo? Con có thể thay thế họ được không? Chúa nghe trả lời với tôi, con dành thời giờ ở riêng với ta trong nơi kinh nghiệm. Ta sẽ sử dụng con ở giữa công chúng. Con dành thời giờ để học hỏi lời tăng của ta với ta ở trong nơi riêng tư, ta sẽ dùng con ở tại các tòa giảng. Nguyên tắc đó, trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho việc lớn. Mình trung tín cầu nguyện, chức vụ cầu nguyện của mình ở tại nhà không ai thấy đó, Đức Chúa Trời ngài sử dụng mình để có thể đứng hướng dẫn hàng chục ngàn người cầu nguyện ở giữa công chúng. Chúng ta phải nhảy từ chỗ không cầu nguyện gì hết ở tại nhà, hay là một tuần lễ mới cầu nguyện một lần, hay là một vài tháng mới cầu nguyện một lần, mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta để làm người hướng dẫn bao nhiêu ngàn người cầu nguyện. Không hề có chuyện đó. Nguyên tắc của nước của Đức Chúa Trời là trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được giao cho việc lớn hơn. Trở lại với giây phút đó, tôi được khích lệ vô cùng khi nghe Chúa nói điều đó. Có nghĩa là Chúa đang nhìn, Chúa đang theo dõi, Chúa ngài đang quan sát. Ngài sẽ ban thưởng tôi khi tôi gặp gỡ ngài riêng tư trong nơi kinh nghiệm. Ngài sẽ dùng ở giữa công chúng. Học hỏi với ngài trong nơi riêng tư, ngài sẽ sử dụng ở tại tòa giảng. Nguyên tắc này không thể nào thay đổi. Nhưng có một điều mà Chúa ngài hỏi tôi lúc đó làm cho tôi cũng hơi bối rối trong một nháy mắt. Trong lúc tôi tha thiết kỹ năng cầu nguyện cho sự phục hưng, thì Chúa ngài hỏi, nếu ta chọn ban sự phục hưng trên các hội thánh khác, con có vui không? Chúa hỏi thử đi xem tôi có thật sự muốn sự phục hưng cá nhân, phấn hưng hội thánh của Chúa, hay là chỉ là ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Cảm ơn Chúa, lúc đó tôi trả lời lại Chúa, xin phục hưng hội thánh của ngài, thì đó là điều con mong đợi, nhưng xin đừng quên con. Tôi cảm nhận Chúa nói rằng, ồ, đó là thái độ của con hả? Vậy nhiên Đức Chúa Trời đã làm công việc của ngài, đổ thánh linh của Chúa ra và khiến cho BBC Houston trở nên nguồn phước cho muôn người cho đến ngày hôm nay. Và sáng nay tôi xin chào cái sứ điệp mà một sư Brent Douglas từ New Zealand nhờ tôi gửi lời chào thăm đến hội thánh của Chúa. Chúng tôi có cơ hội để gặp gỡ ông hôm thứ năm vừa qua với một sư Matthew Bismarck và vợ của Matthew. Ăn cơm tối ở tại nhà. Và trong lúc ngồi
tâm sự thông công, nhắc lại những công việc vĩ đại Chúa làm. Thì chúng tôi có những cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy mắt của các đầy tớ của Chúa ướt ướt, tôi cũng mắt cũng ướt trong cái niềm vui và hạnh phúc vì biết rằng Đức Chúa Trời có sử dụng chúng tôi cho những công việc lớn của Ngài. Và tự hỏi mình là ai mà có thể ở trong những cái vị trí và những cái buổi nhóm phước hạnh vô cùng. Matthew Bismarck tham dự những buổi cầu nguyện có 3 triệu người đến tham dự. Tại Brazil cũng như là tại Phi Châu. Trong lúc nói chuyện thì được nhắc đến tên của mục sư Tom Victor, là người mà 2 tuần trước gọi điện thoại và nói rằng có cách nào để mời tôi và nhà tôi đi ăn thức ăn Việt Nam với ông. Vì ông muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời của chúng tôi. Ông nói rằng 20 năm mà tôi chưa thật sự biết anh chị, ông bà mục sư. Tôi sẽ phải tái giới thiệu mục sư và mục sư Yemi Adolomi là một người mục sư từ Nigeria. Vì ông đi qua bên Phi Châu, ông được dịp để thấy các anh em, các mục sư, các chức vụ lớn, luôn trong mục sư trưởng của một hội thánh, hiện tại là hội thánh lớn nhất thế giới. Cái cơ sở của họ là 2 cây số vuông. Ông sư trước khi có thể bước lên bục giảng đó, họ phải chở ông chạy ở trong cái chiếc xe gọi là cái golf cart. Tại ông phải đi từ văn phòng của ông mà ra tòa giảng đó, 2 cây số mới tới. Hội thánh nhóm lại trung bình là 500.000 người một buổi nhóm. Và mục sư này chạy lên ôm mục sư Jamie và nói rằng cảm ơn ông đã giúp đỡ, đã khích lệ, đã hướng dẫn chúng tôi từ cái chỗ nhóm tại ở trong một cái căn nhà có mấy người ngày hôm nay hội thánh của Chúa như thế này. Và nhiều người khác đến và nhắc lại mục sư Jamie, ông có nhớ cái phép lạ đó mà Chúa dùng ông để tôi được sống đến ngày hôm nay hay không? Thì mục sư Thơm biết thơ ông nói rằng ông mục sư Jamie sống với chúng tôi ở tại thành phố Houston 20 năm rồi mà Houston có bao giờ biết có một mục sư được Chúa Ngài sử dụng lớn như vậy ở giữa mình không? Hay là nghe những người chưa làm được bao nhiêu việc để viết sách đã tự thổi phồng mình. Khi ông về kỳ vừa rồi ở tại Hà Nội, ông bước vào và ông thấy hình ảnh của các anh chị em chả lúc xúc theo tôi. Ông sư nhớ năm 2019 ông sư đã cầu nguyện và tôi lúc đó là ngồi trên xe lăn không? Bây giờ tôi chạy được nè, bây giờ tôi là hầu việc Chúa nè. Họ làm chứng rất là nhiều điều. Ông ngạc nhiên, ông nhìn tôi và ông nói rằng tôi không biết anh. Ông nói rằng mục tiêu của ông lần này là sẽ tái giới thiệu chúng tôi cho thành phố Houston này những người da trắng. Hậu thánh của Chúa và những người da trắng cần phải biết chức vụ của 2 mục sư da màu này đang ở giữa mình. Tôi chia sẻ điều đó với anh chị em để muốn nói với anh chị em một điều rằng nếu Đức Chúa Trời Ngài có thể làm cho một người có một cái bắt đầu rất nhỏ như tôi, Ngài cũng có thể làm cho tất cả chúng ta. Như tiên tri Elise tới đây, bắt đầu rất là đơn giản, một người đang cầm cài đi phía sau 2 con bò và cứ ráng cố gắng để giữ cho cái lưỡi cài của mình nó thẳng, cái luống cài của mình nó thẳng. Không biết là Đức Chúa Trời đang sai tiên tri của Ngài đi tìm và gặp ông để kêu gọi ông bước vào trong một chức vụ để thay thế cho thầy của mình là tiên tri Eli. Anh chị em hãy nhớ Đức Chúa Giêsu dạy điều này ở trong Tân Ước, nhất là trong bài giảng trên núi của Ngài. Ngài phán chăng ngươi là đấng thấy ở trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Ma-thi-ơ chương 6 câu số 4, để việc từ thiện của con được kín đáo và cha con đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Hãy trung tín trong việc nhỏ rồi Chúa Ngài sẽ cho việc lớn để thực hiện trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà điều mà tôi muốn thích lại anh chị em ở tại đây trong ngày hôm nay là việc Elise bày tỏ sự dấn thân triệt để của ông. Ông rất là rõ ràng trong công việc này. Các phụ thứ nhất chương 19 câu số 21 chép: Elise bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi, lấy cài làm củi mà nấu thịt của nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoàn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Ông đốt cầu lên chứ. Vậy ông có thối lui trở về thì cũng không có cài để cài, mà cũng không có bò để kéo cài.
hai con bò. Và cái cài của ông đem cài ra, ông bữa ra làm củi để nấu. Hai con bò ông làm thịt, nấu để cho tất cả những người đệ tớ của mình, ít nhất là những người điều khiển 11 cặp bò khác, là những người trong gia đình của ông, trong nông trại của ông chăng, và những người láng giềng của ông. Nó như là một bữa tiệc chia tay, nhưng mà rất là rõ ràng, một cái sự dấn thân triệt để, không tạo cho mình một cái con đường để rút lui. Cảm ơn Chúa. Và những gì chúng ta làm, anh chị em, đừng làm để cho người ta nhận diện, mà làm để bày tỏ với Đức Chúa Trời chúng ta nhiệt thành và chúng ta nghiêm túc như thế nào. Để Chúa bảo chúng ta làm ở trong nơi kinh nghiệm, làm với tấm lòng cho Chúa biết, thì chính Chúa Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Vậy Lê Sê muốn chúng ta, nhắc chúng ta rằng, cho đến lúc ông, trong lúc đó, ông chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm 16 phép lạ, gấp đôi số phép lạ mà tiên tri Eli đã làm. Như vậy phần đầu của đời sống Eli đang sống, chúng ta thấy không có nhiều người biết. Ông muốn nói với chúng ta rằng hãy trung tín trong việc nhỏ, rồi Chúa sẽ giao việc lớn để thực hiện. Trong đó rằng Chúa để ý đến những chi tiết nhỏ, những việc nhỏ. Ông muốn xem thấy chúng ta quản lý thế nào những cái việc nhỏ đang có trong tay của chúng ta. Anh xin muốn Chúa giao trong tay chúng ta bạc triệu. Hãy quản lý tốt bạc ngàn Chúa đang giao trong tay chúng ta. Bạc ngàn, rồi chục ngàn, rồi trăm ngàn. Nếu mà chúng ta trung tín như vậy thì cái việc một triệu là chuyện kế tiếp thôi. Hãy trung tín với những gì Chúa Ngài đang giao trong tay của chúng ta. Hãy quản lý nó một cách tốt đẹp. Cái căn nhà Chúa đang giao cho chúng ta muốn có nhiều căn nhà nữa, hãy giữ cho nó sạch gọn, tốt đẹp, bảo trì nó cho tốt. Thế Chúa Trời Ngài nhìn thấy, một cái chúng ta lo được, Chúa sẽ cho chúng ta hai cái chúng ta lo được, Chúa sẽ cho chúng ta ba cái. Một căn được, hai căn được, thì Chúa sẽ cho ba căn, rồi bốn căn, rồi năm căn, rồi một chục căn. Nhưng mà nếu một căn Chúa giao trong tay chúng ta, mà một lúc sau trở lại nhìn không ra cái gì hết, thì nếu con người mà nhìn vào còn nói rằng, ủa, sao để nó tệ như vậy, thì Đức Chúa Trời Ngài càng sẽ đặt câu hỏi, ủa, để mà con đòi thêm. Chúng muốn thấy tài chính của chúng ta quản lý có tốt hay không. Cho nên các bạn đang nghe bài giảng này, các con cái Chúa tại VBC Houston tại đây, tôi nghe những ước mơ của các anh chị em. Tôi muốn chia sẻ điều này để kích lệ anh chị em một điều thật là tuyệt vời. Có một con người cuộc đời đã cãi bỏ, vợ bỏ, kể như mình không còn có bao nhiêu ngày để sống, bị trải qua 3 cơn nhồi máu cơ tim, 4 lần bị stroke. Khi gặp tôi, anh đi không nổi. Nhưng mà nó nghe bài giảng của tôi 20 năm rồi. Anh gọi Thiên Chúa cho Ngài ban phước. Xin cái hẹn gặp tôi, và khi tôi cầu nguyện Chúa chữa lành cho anh. Khi tôi gặp anh thì anh trình bày cái nhu cầu của mình, anh cũng không nói được, bởi vì nhiều lần bị tai biến nên lưỡi nó cũng bị đơ luôn rồi. Mà cảm ơn Chúa, Chúa Ngài phục hồi anh em của chúng ta. Rồi đặt cái câu hỏi là, mục sư ơi, Chúa cho tôi sống được chữa lành thì để làm gì? Và tôi chia sẻ về những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng để chúng ta có thể khai phóng tiềm năng của mình. Anh liền đeo đuổi một cái ước mơ là, những ngày còn lại của cuộc đời của tôi sẽ yểm trợ công việc nhà của Chúa. Và Đức Chúa Trời mở đường. Ngày hôm nay anh sắp sửa giới thiệu một cái sản phẩm cho tất cả các club của Costco ở trên thế giới này, ở tại Hoa Kỳ này, cho tất cả các cửa tiệm Walmart, tất cả các Sam Club và tất cả các chợ Kroger, cùng với tất cả những cái tiệm bán thực phẩm nhu yếu phẩm trong quân đội của Hoa Kỳ. Họ có 25 triệu người đi mua sắm ở các cái siêu thị của họ. Và cái tiền lời từ nơi cái sản phẩm này, anh muốn dâng 50% để mở mang đạo của Chúa. Để nó chứng minh được cho Đức Chúa Trời thấy,
trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho con việc lớn hơn. Anh ăn năn khóc lóc vì cái phần đầu của cuộc đời của anh. Anh đi nhiều nơi trên thế giới. Anh là 1 million membership của United Airlines. Anh đi và làm ăn buôn bán, tạo ra tiền, xài hết, bạc chi đủ mọi thứ ấy. Cho đến khi mất hết tất cả, luôn cả vợ cũng bỏ luôn. Thì nhờ vào trong những lời giảng Chúa cho chúng tôi có chia sẻ với Hội Thánh của Chúa tại đây và anh ăn ké ở nơi xa, mà Đức Chúa Trời đã phục hồi đời sống của anh. Anh xem việc này đang sắp sửa xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Chúng tôi không thể tiết lộ nhiều ở giữa bài giảng này vì kẻ thù cũng luôn lắng nghe. Thì nếu anh chị em là con cái Chúa trong BBC Houston ở tại đây, xin nhớ đến một người anh em có cái tiềm năng có thể yểm trợ cho việc truyền giáo cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Dân anh trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện, và cái công ty của anh trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện. Anh nói với tôi một sự lên kế hoạch cho em biết em sẽ tài trợ cho công việc đó. Và mục tiêu của chúng tôi là sẽ mời mạng lưới phục hưng của Indonesia đến để yểm trợ chúng ta, dạy dỗ huấn luyện chúng ta, để chúng ta sẽ bao trùm nước Việt Nam chúng ta bằng sự cầu nguyện như họ đã làm tại Indonesia. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ mời những chức vụ và những trường kinh thánh ngồi lại với nhau để có một cái trường mục vụ đặc biệt cho hoàn cảnh đặc biệt của dân tộc Việt Nam của chúng ta, để chúng ta sẽ có trường kinh thánh. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ kết nối với những chức vụ mà Chúa cho chúng tôi đã gặp gỡ, đã thông công, đã được Chúa ngài sử dụng nhiều ngày tháng làm việc với họ, để sẽ có một cái kế hoạch mở mang hội thánh mới của Chúa với ước mơ là cứ một hội thánh cho 1,000 người. Chúng ta cần 100,000 hội thánh. Tất cả những ước mơ này tôi tin rằng luôn luôn nó lệ thuộc vào Chúa Giê-xu ngài sẽ trở lại lúc nào. Nhưng mà làm theo đúng những nguyên tắc của Chúa Giê-xu ngài, trong lúc chúng ta chờ đợi, chúng ta không ngồi để chúng ta mặc áo trắng leo lên núi như là những người của hội Cơ Đốc Phục Lâm, mang hết tài sản rồi mặc áo trắng leo lên núi ngồi chờ, bởi vì tiên tri của họ nói rằng Chúa ngài sẽ trở lại vào ngày đó ngày đó. Nhưng mà trong lúc chúng ta đang lúc chờ đợi đó, thì nếu Chúa cho phép, chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch để mở màn đạo của Chúa. Và tôi tin rằng Chúa ngài đang chờ đợi, ngài đang quan sát đó, và ngài sẽ thấy. Khi chúng ta có một cái kế hoạch được Chúa ngài dẫn dắt và ban phước, để ước mơ của chúng ta 53 triệu người Việt Nam sẽ được cứu trong số 53 tỉnh thành, giữa 53 họ dân tộc ở tại Việt Nam của chúng ta. Tôi đeo đuổi điều này với một vài đệ tớ của Chúa mà cũng bị nhiều người mắng chửi khùng điên. Việt Nam của mình 100 năm mà chưa đầy 1 triệu. It's ok. Nếu tôi có điên khùng ở trong ước mơ con việc lớn của Chúa, it's ok. Cứ chửi, miễn là dân tộc được cứu thì it's ok. Đối với Đức Chúa Trời không khó đâu chị em. Ngài có thể khiến cho một dân tộc được sanh ra qua đêm mà. Nếu ngài có thể sử dụng một chức vụ của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke để thấy 78 triệu người đến với Chúa ở tại Phi Châu với ước mơ Phi Châu phải được cứu. Thì ước mơ và khải tượng của chúng tôi là Việt Nam phải được cứu. Mà anh em mà tôi nhắc khi nãy, anh mục sư hay chuyện Chúa làm, khi em kể cho các công ty kế tiếp nghe nói thằng Costco rồi Sam Club rồi Walmart rồi thằng Kroger, nó ôm đầu nó nhức đầu quá chịu nổi. Anh là ai mà anh có thể đưa sản phẩm của anh vào ở trong những cái tập đoàn nó lớn kinh khủng như thế này được? Chúa làm. Tôi nói điều đó để khích lệ với anh chị em, những ai đã có một cái ước mơ lại Chúa, xin ban phước cho con tài chánh để con tài trợ cho công việc của Chúa đó. Anh chị em đừng vô tính nữa, đừng phí phạm cuộc đời của mình nữa, mà hãy tin và trung tín với công việc hiện tại đi. Vì có một đấng đang xem, đang nhìn, đang quan sát chúng ta. Ngài đã có kế hoạch để sử dụng chúng ta rồi, nhưng ngài không làm được nếu chúng ta chưa chứng minh được cho Chúa là chúng ta trung tín ở trong công việc Chúa đang giao chúng ta. Phải không anh chị em? Chúng ta đang chờ Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Trời đang chờ chúng ta? Trong trường hợp của tiên tri Lyse ở đây, Đức Chúa Trời đang chờ ông. Trong lúc ông cầm cài đi như vậy đó, Đức Chúa Trời đã bảo cho tiên tri Eli đi tìm bà, Chúa gọi đích danh tiên tri Lyse chứ không phải rồi con của ông nào nữa, rồi ở cái xứ nào nữa. Chúa biết tiên tri Lyse một cách chi tiết như vậy. Trong lúc ông đang làm những công việc tầm thường, Đức Chúa Trời đang có kế hoạch để sử dụng ông làm những công việc phi thường. Hãy trung tín với việc nhỏ Chúa đang giao anh chị em.
Vì dòng trải mà Chúa ngài định từ bục giảng này, chúng ta sẽ làm nguồn phước cho các nước. Khi chúng ta chịu làm kỷ luật này, đặt câu hỏi tại sao Chúa cho việc này xảy ra, tại sao cái việc đó xảy ra, chúng ta lưu lại, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng năng nối những cái điểm này lại với nhau. Chúng ta nhớ lúc nhỏ mình học có một cái môn vẽ để dạy mình đó. Có những cái chấm 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 chấm, mình lấy cái gì mình nối chấm chấm chấm, cứ cũng thành ra con vịt. Lúc đầu nó chỉ mấy chấm chấm ở trên cái hình đó thôi, cái trang giấy đó thôi, chấm 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 ra con mặt của con mèo. Đức Chúa Trời ngài đang nối những cái chấm ở trong cuộc đời của chúng ta. Hôm qua nói chuyện với một chị em, ông ơi, em không biết mà Đức Chúa Trời ngài làm việc rất đặc biệt. Em ơi, xa đến sống ở tại Texas, ở tại đây chứ sao mua miếng đất mà cái ngày con của em nó mua căn nhà đó, em cũng không biết là nó cắt cái chỗ cái miếng đất của em có 5 phút à, rồi nó cắt cái chỗ này có mấy phút, chúng ta nó gần chỗ chồng của em làm cũng cắt có mấy phút à. Mà khi mà em xem cái miếng đất đó thì em chỉ coi hết trên internet, em đâu có biết đất đai ở tại Texas thì như thế nào. Tôi cười trong lòng tôi nè, Đức Chúa Trời biết. Ngài lĩnh định chỗ ở, thì giờ ở của chúng ta để chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và gặp được. Chúng ta tưởng là mình tung tăng làm điều này điều kia trong khả năng của mình, thật ra Đức Chúa Trời là đấng ngài kiểm soát, ngài có quyền điều khiển, ngài có thể gieo những cái ý vào trong tâm trí của chúng ta, ngài có thể gieo những phát minh ở trong trí não của chúng ta. Hãy phục vụ cách tốt nhất trong việc tự nhiên, rồi Đức Chúa Trời sẽ làm việc siêu nhiên. Amen anh chị em. Có nhiều người chỉ đòi đeo đuổi việc siêu nhiên thôi, cho nên con làm tốt những việc tự nhiên đi, rồi việc siêu nhiên sẽ xảy ra. Các vua thứ nhì chương 2 câu 9 cho đến câu số 10. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho người. Anh chị em, 10 năm kể từ lúc Elise giết bò chẻ cài đi theo thầy của mình, 10 năm trôi qua. Lúc bây giờ, trước đó nữa, mấy tiếng đồng hồ trước đó, một ngày trước đó, thì tiên tri Eli đi trước, Elise cứ lẻo đẻo theo sau thầy của mình. Các học trò của các tiên tri, các trường tiên tri khác, họ cũng có ơn tiên tri mà. Rằng, Elise, ngươi có biết là hôm nay thầy của ngươi sẽ được cất lên trời không? Ông nói rằng, ta biết, làm thinh đi. Ông muốn trêu chọc, ông muốn ông bỏ cuộc lúc này. Ở đây tôi cũng xin mở ngoặc để nhắc anh chị em điều này. Khi tôi quan sát, có một việc mà tôi chia sẻ với lòng chân thành. Anh chị em đừng nghe lời kêu gọi của những người nào khác. Họ có thể không đến từ Chúa đâu. Họ sẽ kéo anh chị em ra khỏi cái vị trí, cái chỗ mà anh em đã tập trung, đã đầu tư. Và Đức Chúa Trời sắp sửa đổ việc siêu nhiên xuống thì anh chị em bị nó lôi đi mất. Như có người mà trước đây lòng của tôi suy nghĩ, khi tôi về hưu tôi bước xuống, người đó sẽ là người hướng dẫn hội thánh của Chúa tại đây. Nhưng một tiếng gọi khác thì người này đã bước ra khỏi cái ước mơ và kế hoạch tương lai. Học trò của các tiên tri sao? Thách thức, trêu chọc Elise. Thầy của ông thì chưa nói gì hết, nhưng mà nghe trong lưu phủ này: hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng: nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phận. Eli nói với người rằng: ngươi cầu xin một điều khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ác sẽ được như lời bằng chẳng thì không được. Chẳng đây tôi mở ngoặc, cách đây một năm có một chức vụ cũng giảng ầm ĩ lên, những con người giảng là có thể xin Chúa ngài ban ơn cho mình gấp bội phần, cảm động mình mỗi phần là sai, không có đó trong Kinh Thánh. Này ôi đi xem xin nè, nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Đúng, nó là việc khó. Eli, ông ấy, ngươi cầu xin một điều, một sự rất là khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi,
Tại vì chúng ta nhớ là Chúa ngài bảo ông đi để sức dầu cho Elise để làm gì? Để thay thế ông mà. Nếu người thấy lúc đó ông nói rằng thôi bây giờ Chúa sắp sửa cấp thầy lên trời thì thôi mình chia tay lúc này để nó đỡ gọi là bệnh rịnh hơn. Cho thầy đi nha, được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời bình an nha. Còn con trở về cầm cài tiếp. Không. Và đó cũng là một nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ. Kết quả chúng ta thấy thầy làm 8 phép lạ. Elise xin rằng tôi muốn làm 16 phép lạ. Kiêu ngạo. Dám nói mới hơn tao à? Không. Eli biết kế hoạch của Đức Chúa Trời bởi vì ngài đã gọi đích danh con người này để chọn ông mà. Ngươi xin một điều khó. Xong nếu ngươi thấy lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em, đằng nào cũng xin Chúa rồi, xin chuyện lớn. Có một cái sự dài dỗ mà hiểu biết chung của rất là nhiều người. Hôm cuối tuần vừa rồi ở nhà của Tâm với lại Thiên Ân, chúng ta lại chứng kiến cái điều đó. Có những người, nhất là người Mỹ, tôi không nói Việt Nam, thì tôi nghĩ anh chị em thì không có ngại cái việc này. Người chồng cứ nói, không, tôi muốn Chúa giúp đỡ cho nhà thôi được rồi. Còn tôi thì chắc chưa cần. Ý anh muốn nói, Chúa có mấy phép lạ để ngài có thể làm được à? Mà tôi chen chân vô thì mất cái cơ hội cho vợ của tôi. Tôi phải trấn an anh vì tôi hiểu cái lập luận đó của nhiều người. Không, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng và phục vụ là đấng toàn năng. Không phải một phép lạ xong chứ nó, các ta mệt rồi các con cho ta nghỉ, người ta phải lấy lại sức thêm một vài ngày nữa các con trở lại xin thêm cái khác. Không, ngài dựng đến trời đất vũ trụ xong rồi chúng ta mới phải nói là ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Có nghĩa là những gì các ngươi thấy là chưa có gì hết. Những gì còn lại ở trong ta còn nhiều lắm các con ơi. Cho anh chị em yêu dấu, chúng ta đừng xin những chuyện quá nhỏ, với lối suy nghĩ quá nhỏ, như là chúng ta xúc phạm đến Chúa đó. Vì chúng ta trung tính trong việc nhỏ thì Đức Chúa Trời nghe sẽ giao chúng ta việc lớn hơn. Là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Trung tính trong việc làm lợi ra 2 talân, Chúa sẽ giao cho cai trị 10 cái thành. 2 talân nó cũng là một số tiền rất là lớn, nhưng mà so với việc về nguyên tắc của quản trị đó, nếu chúng ta có thể quản trị được công việc nhỏ, chúng ta có tiềm năng để có thể thành công để quản trị những việc lớn hơn. Còn nguyên tắc của nước của Đức Chúa Trời, phục vụ một cách tốt đẹp trong điều tự nhiên, rồi bắt đầu tin và xin điều lớn hơn những điều siêu nhiên. Nên cho em sẵn sàng để nghe điều siêu nhiên Chúa nói chúng ta có thể xin không? Giăng chương 14 câu 12 đến 14. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Kiều ngạo, có người mà làm gì làm được công việc của Đức Chúa Giêsu? Dạ thưa không, không dám kiêu ngạo đâu, nhưng mà tin, bởi vì đó là lời Chúa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân ta mà cầu xin điều chi mặc dầu? Ôi Chúa ngài cho chúng ta những lời hứa anh chị em, nó lớn, nó vĩ đại, nó nên là chúng ta tin với đức tin trọn thành. Chúng ta cam kết dấn thân một cách triệt để, chúng ta sẽ kinh nghiệm bằng tay của Chúa toàn năng này. Một người mà cuộc đời đã cho là đồ bỏ rồi đó. Vợ anh cũng không muốn sống anh nữa, bởi vì nấn ná thêm một thời gian nữa, ông bị một lần nữa thì chắc là đem chôn ông thôi. Cho nên chia tay cho sống. Đức Chúa Trời cho trong sự nối kết. Có thể tạo một cái thị trường trong cái sản phẩm mà tôi tin rằng sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Cái ước mơ khi ngồi ở bên phía bên kia vách tường của nhà thờ 6 năm về trước đã được Đức Chúa Trời nghe nói rằng yes và amen. Vì tất cả những lời hứa trong Đức Chúa Jesus Christ là phải và amen, là yes and amen. Ngài làm công việc đó. Mạnh cho em
marketing nó cũng ảnh hưởng theo mình đã bán được cái món hàng này cho ai. Mình bán được cho cái anh khổng lồ nhất thì mấy anh nhỏ nhỏ như này là nó ngã theo. Ô, mình phải tranh chân vô cho bằng được, chứ còn không thì mình sẽ mất cơ hội á. Cho nên anh nói là mấy cái đứa khác đó, hồi xưa em nói là nó muốn khùng lên được, nói hả? Anh nói là sản phẩm của anh nó được tất cả các lớp của Costco, của Sam Club, của Walmart, của Kroger. Yes. Ngài có thể làm được cho những em đó, Ngài cũng có thể làm được cho chúng ta. Em lặng quá. Anh chị em chắc là cũng đang ở lơ lửng ở đâu đó. Điều khác chúng ta cũng có thể học. Chúng ta không cần phải hiểu đầy đủ để tuân theo Chúa ngay lập tức. Ngay tất cả. Vì có những điều chúng ta không cần hiểu hết. Chỉ biết một điều, nếu Chúa ở trong công việc này thì con sẽ có mặt ở đó. Con sẽ dấn thân và con sẽ bước vào trong chỗ đó. Bởi vì chỗ nào Chúa ở là chỗ an toàn nhất. Tất cả những dấu chỉ đang chỉ rằng là Chúa nghe đang ngồi đó. Anh chị em xin Chúa nghe ban phước. Tôi thường có những câu hỏi. Mục sư ơi, xin hỏi mục sư, nhất là những người trẻ trẻ một chút, học về vấn đề quản trị ở Mỹ này. Xin mục sư cho tôi biết là kế hoạch 5 năm tới của Hội Thánh là gì không? Tôi trước thì thích trả lời những câu đó vì tôi cũng thích quản trị lắm. Nhưng mà càng đi với Chúa, nhất là sau Covid, trong 5 năm qua, cái mức độ của những cái biến chuyển của thế giới nó đi quá nhanh. Cho nên chúng tôi chọn một cái thái độ này. Không làm một cái gì kế hoạch quá 18 tháng. 18 tháng là nhiều lắm rồi đó. Thì công việc chúng ta thấy rằng chỉ trong vòng vài tháng công việc nó có thể thay đổi hoàn toàn. Điều mà chúng ta cần chuẩn bị và kêu gọi tất cả anh chị em, những người đang ở trong doanh nghiệp, tất cả những cái vị trí, hãy nhớ cái điều này. Chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch đời sống của chúng ta, chức vụ của chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể bước vào những cánh cửa cơ hội khi nó mở ra. Tôi ước mơ là Hội Thánh của Chúa tại đây, chúng ta sẽ có quỹ truyền giáo. Để bất cứ lúc nào Chúa nói rằng cánh cửa này mở là chúng ta có thể lên máy bay, chúng ta đi liền. Tôi ước mơ rằng tất cả những cơ đốc nhân, các con cái của Chúa thuộc về BBC muốn đi truyền giáo, bây giờ phải có một cái passport đang gọi là hiệu lực ở trong tay của mình. Amen. Thì còn đến khi Chúa muốn sai mình đi, coi rằng nó hiệu lực rồi, phải đi nộp đơn để renew lại. Chuẩn bị ngay bây giờ đi anh chị em. Như tôi đã nói 2 năm trước, đó là cái chuẩn bị tối thiểu của chúng ta đó. Gia đình của chúng ta, đời sống của chúng ta, chúng ta sắp đặt như thế nào để khi cánh cửa cơ hội đến chúng ta có thể bước vào. Về doanh nghiệp của chúng ta cũng vậy. Sẽ có nhiều điều nó diễn ra một cách rất là nhanh. Chỉ trong vòng tích tắc chúng ta phải quyết định liền, và chúng ta phải có khả năng để có thể bước qua cánh cửa cơ hội đó. Về thế giới của chúng ta đang sống, anh chị em, như tôi đã báo và giảng nhiều năm rồi, khi mạng lưới internet mà nó được gọi là đầy đủ tất cả những cái hoạt động của nó đó, kiến thức khôn ngoan của loài người sẽ tăng lên mỗi 18 tháng. Và bây giờ chúng ta thấy trong những tháng vừa qua chúng ta thấy mình khôn hơn những tháng về trước, vì những điều chúng ta khám phá ra được. Internet đã nối mạng để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta học được. Cái điện thoại chúng ta cầm ở trong tay có thể làm một cái cánh cửa để mở ra chúng ta, để chúng ta có thể tiếp xúc với lại sự văn minh khôn ngoan của thế giới này. Phải có một cái thái độ dấn thân một cách triệt để. Tôi đọc một cái bài viết có những ngắn thôi. Khi dắt người yêu của mình đi ăn mà trả tiền người ta không nhận, anh chàng trở về và tổ chức một cái dịch vụ gọi là PayPal. Cái đối diện với những thách thức về mạng, để mình có thể nối mạng đi, không có lúc nào mà mất wifi hết, bất cứ nơi nào trên thế giới, anh trở về và tổ chức Starlink. Tôi muốn nói đến một người trẻ bây giờ đang được ở trong vị trí người giàu có nhất ở trên vũ trụ này, ở trên thế giới này. Những điều mà người ta nói không làm được, anh làm được.
Tôi nghe và cầu nguyện cho con người này từ xa. Tôi thấy ở trong những ngày gần đây có những lời tuyên bố của anh đang công nhận Đức Chúa Trời hiện hữu. Và tôi tin rằng những sự khôn ngoan, những điều anh khám phá ra, những điều như hai ngày trước chúng ta thấy, trước đây phải đòi hỏi cả nước Mỹ hay là cả nước Nga hay là cả Trung Quốc mới có thể làm công việc đó. Bây giờ anh và công ty của anh thôi đang tạo những cái quả tiễn để có thể đưa người vào trong vũ trụ. Anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta có thể ban phước, gieo sự khôn ngoan, gieo phát minh, gieo những ý tưởng, kết nối những cái cuộc gặp gỡ. Khi Ngài tìm được những con người trung tín ở trong việc tự nhiên, Ngài sẽ ban cho việc siêu nhiên. Amen. Cho tôi chia sẻ với anh chị em một phần cuối sự khích lệ từ cuộc đời của tiên tri Elisha. Và đây là cao điểm của vấn đề xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Học để hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Như đã xảy ra khi Ahab băng hà, thì vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Thì Thánh ghi lại cho chúng ta khi vua Ahab là cái ông mà sợ vợ đó, chồng của bà Jezebel đó, thì ông qua đời. Thì có một cái khoảng trống. Thì cái Thánh ghi lại cho chúng ta biết đó là Chúa Ngài đã cho phép vua Moab giấy lên nghịch cùng vua Israel. Chúng ta nhớ là vua Rahab là vua của xứ Judah, hai chi phái phía nam. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là các vua của Israel, của Judah họp lại với nhau để đi ra và chiến trận với vua của Moab. Họ hùng hổ ra chiến trận, đi bãi ngay trường, người khám phá rằng đều không có nước uống, giữa tay qua trắng. Thì lúc bây giờ Giô-sa-phát mới đặt một câu hỏi, chúng ta nhớ hôm nay không? Đã từng kinh nghiệm khi đất nước gặp sự khó khăn và tìm tiên tri của Chúa để cầu vấn Đức Chúa Trời đó, nhớ không? Chúa chỉ cho qua lời tiên tri của Chúa một cái chiến thuật là sắm những người ca hát đi trước để hát đó. Thì Chúa đặt phục binh. Giô-sa-phát đã từng kinh nghiệm điều đó, cho nên ông đặt cái câu hỏi: ở trong xứ này có tiên tri nào mà tôi có thể gặp gỡ để cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel đáp: ở đây có Elise con của Sa-phát, người đã phục vụ Eli. Giô-sa-phát hỏi: ông ấy có lời của Đức Giê-hô-va? Vậy vua Israel và Giô-sa-phát và vua Ê-đôm đi xuống để gặp Elise. Đến nơi, Elise ban đầu ông không chịu giúp, vì vua Israel lên tiếng mà tiên tri của Chúa biết là ông này không có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời thật. Thì ông nói rằng: tôi giúp đỡ là vì vua Giô-sa-phát này. Các ông muốn cần nước phải không? Xin giúp cho tôi một điều, đem đến cho tôi một người đánh đàn. Hả? Chúng tôi cần nước uống. Ừ, cần nước uống, đem đến cho tôi một cái người đánh đàn. Nếu ông cần nước uống, tôi cần phải gặp gỡ Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng trước. Vì trong sự hiện diện của Ngài mới có lời của Ngài, trong sự hiện diện của Ngài mới có phép lạ xảy ra. Cho nên đem đến cho tôi một cái người nhạc sĩ. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, khi cái người đánh đàn này đang đánh đàn như vậy, tay của Chúa bắt đầu ở trên tiên tri Elisha. Ông tiên tri, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban nước cho các ngươi, không mưa không gió, nhưng mà các ngươi sẽ có nước uống. Và Đức Chúa Trời coi cái chuyện đó là chuyện nhỏ nữa, cho nên Ngài sẽ làm thêm cho các ngươi. Đó là Ngài sẽ ban vua Moab và dân sự của ông cho các ngươi. Các ngươi sẽ khiến cho không còn một hòn đá nào còn ập trên một hòn đá khác của dân Moab. Và chiến thuật Chúa Ngài cho ông, con người nghĩ ra điều này. Tiên tri Elisha bảo các vua hãy cho lính của mình đi xuống dưới trũng, đào những cái hố đầy khắp trũng hết. Không có gió, không có mưa, mà Chúa cho nước nó đầy ở trên những cái ao đó. Sáng hôm sau vua Moab thức dậy, lúc mà mặt trời hừng đông, anh chị em, nó còn cái màu đỏ đó, ông nhìn cái phản chiếu của ánh mặt trời xuống những cái ao này, ngược cả một cái trũng đầy máu, nước nhưng mà nó màu đỏ. Ông nói: rồi, như vậy là vua Israel, vua của Judah và vua của Edom đã trở gươm giết lẫn nhau. Bây giờ chúng ta xuống, chúng ta người ông lấy lợi mà tràn xuống để tính thu chiến lợi phẩm. Xuống tới nơi,
ba đội quân kia bật dậy, đánh chết, rượt đuổi chúng nó ra khỏi chỗ đó. Thật Đức Chúa Trời cho họ nước uống, và Đức Chúa Trời Ngài cũng ban cho họ sự đắc thắng. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh chị em, không có hy vọng nào cho chúng ta trừ ra khi chúng ta gặp Chúa. Không có sự thờ phượng thì chúng ta sẽ không vào được sự hiện diện của Chúa. Vì tại đó chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa phán, Chúa Ngài sẽ phán dạy chúng ta. Cho nên học bước vào và quan nghiêm sự hiện diện của Chúa. Từ tối hôm thứ hai cho đến bây giờ, cơ thể của tôi không có giữ được nhiều thức ăn. Đến sáng hôm nay thì thú thật nhiều lần tôi cũng muốn nhờ một sư xem giảng. Mà tôi nhớ đến ân huệ của Đức Chúa Trời là 40 năm qua chưa bao giờ vắng mặt khỏi buổi giảng vì bệnh tật. Chúng tôi đi vào trong phòng thờ phượng sáng nay trong lễ tiếng Anh rất yếu, đứng không nổi để hát ngợi khen với các em. Nhưng mà trong lúc các em đang thờ phượng, tôi nghe tiếng của các em, nhất là một vài đứa con của tôi. Chúng nó ngợi khen rất mạnh mẽ vì biết là ba cần sức của Chúa. Mình cũng vậy. Hồi nãy chạy qua hỏi mục sư có chuyện gì vậy, vì mục sư không bao giờ là ngồi để ngợi khen hết đấy. Thì không biết là tôi ăn đồ ăn nhiều spicy hay là như thế nào đấy, thì bị inflammation trong đường ruột. Thì bác sĩ gia đình đang cho uống thuốc, thì ăn thức ăn vào nó không giữ trong đường ruột của mình, trong cái tiến trình để làm cho nó sạch. Mà trong lúc đang ngồi và các em ngợi khen Chúa bằng hết cả tấm lòng, nghe tiếng của một vài đứa con nó hét lên với Đức Chúa Trời, thì thần linh như là có một cái luồng quyền năng của Chúa giật tôi dậy. Tôi như là bị điện giật, giật một cái. Tôi đứng dậy, tôi ngợi khen Chúa, giảng cho tiếng Anh xong và giảng cho quý mạng cho em ở trong thời gian này. Ngợi khen Chúa. Tiến tri Lise chia sẻ với chúng ta một cái chìa khóa rất là quan trọng trong cuộc đời của ông. Người ta cần nước nhưng mà ông cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Người ta cần lời của Đức Chúa Trời nhưng mà ông cần được tay của Đức Chúa Trời ở trên ông để ông có thể có lời của Đức Chúa Trời cho họ. Hãy làm quen, trung tín trong những việc tự nhiên, rồi Đức Chúa Trời sẽ cho anh chị em kinh nghiệm những điều siêu nhiên từ nơi Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước để chúng ta là những con người học biết và quan nghiêm sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Elise có thể bắt đầu là một cái người rất là tầm thường, một nông dân, một người đang cài ruộng của mình, cài đất của mình, khi ông được sự kêu gọi. Mà chúng ta đọc tiếp về cuộc đời của ông, chúng ta sẽ thấy rằng ông nhận lời của Đức Chúa Trời giống như là Đức Chúa Trời đang ngồi kế bên cạnh ông. Đến cái độ các vua chung quanh đó, họ nghe đến danh của ông, biết tiên tri của Chúa, người của Chúa, họ phát sợ. Vậy họ bàn tính chiến thuật với họ để đánh chỗ nào. Chúa cho ông tiên tri Lysa không biết hết. Ông có thể đi vào ở trong cái vị trí với mức độ của sự sức giàu, sự mặc khải của Chúa như vậy, để ông hiểu nguyên tắc đó. Căn cứ duy nhất để chúng ta có thể đi vào ở trong sự hiện diện của Chúa, để nhận sự sức giàu, ơn của Chúa, bánh mà những người bạn chúng ta cần, khi chúng ta thờ phượng. Ngợi khen Chúa, sáng hôm nay lòng của tôi vui vô cùng khi thấy trong giờ thờ phượng của chúng ta sáng hôm nay, một số đông các anh chị em hiểu được nguyên tắc này. Tôi thấy sự ngợi khen sáng hôm nay nó đi đến một cái mức độ khác hơn những lúc trước. Cảm ơn Chúa, cái con COVID gây nên những sự lo sợ, tạo nên cái thái độ vô cảm của nhiều người đó, nó được đẩy bay mất rồi. Vì anh chị em nắm bắt được một điều, ở trong sự hiện diện của Chúa là phước hạnh cho chúng ta. Cho nên ông lại, sứ điệp của tiên tri Elise, trung tín trong việc nhỏ, rồi sẽ giao cho việc lớn. Trung tín làm những việc trong lúc không ai thấy, Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng chúng ta ở giữa công chúng. Trung tín trong những việc tự nhiên, Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng chúng ta trong những công việc siêu nhiên. Các tuần tới chúng ta sẽ học Chúa dùng ông để khiến một đứa trai trẻ sống lại. Chúa dùng ông để giúp đỡ cho một quả phụ tương lai rất là xấu, rất là đen tối, được trở lại cuộc sống trong sự vui mừng ở trong ngày của những người mẹ. Mà chúng ta sẽ học về cái phép lạ khác mà Chúa Ngài đã làm xuyên qua chức vụ của tiên tri Elise. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng, vì Đức Chúa Trời của Elise cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen anh em.
Mà những lời hứa mà Chúa Giêsu Ngài báo cho chúng ta là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, cho chúng ta thấy rằng Ngài rất muốn chúng ta làm công việc Ngài làm, mà làm những việc lớn hơn nữa. Ôi xin Chúa Ngài dấy lên những tiên tri Elise cho ngày hôm nay. Ôi xin Chúa Ngài dấy lên để có những con người dám tin những việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời và chuẩn bị sẵn sàng với một sự dấn thân triệt để. Anh chị em ơi, là tiên tri của Chúa, là Chúa Ngài sử dụng chức vụ của chúng tôi và hội thánh của Chúa tại đây để chúng ta sẽ giảng những chương trình truyền giảng ở ngoài trời. Ở trong nhà không còn đủ chỗ chứa cho chúng ta nữa, thì tôi không đi một mình được, mà phải có một đội ngũ đi chung. Cho nên ai mà muốn đi đó thì cầu nguyện và chuẩn bị bây giờ, và nói với Chúa để Đức Chúa Trời là đứng đang quan sát Ngài thấy, ồ con muốn ở trong cái đội ngũ đó hả, cho con thấy đi, con có dám chẻ cài, con có dám xẻ bò của con. Nói là ngày mai đi bán hết cơ sở làm ăn nhân xem, nhưng mà có một sự cam kết là Chúa con cam kết để đi trong sự kêu gọi của Ngài. Mỗi chúng ta có một cái hoàn cảnh khác nhau. Như tôi nói, cá nhân tôi là mục sư của hội thánh, thì công việc của tôi hiện tại là cầu nguyện và kế hoạch hội thánh của Chúa như thế nào, hồi cho khi Đức Chúa Trời Ngài nói cửa này mở và chúng ta có thể bước qua. Cơ hội đó đang mở ra cho chúng ta, chúng ta bước qua. Để anh chị em ước mơ và kế hoạch của chúng tôi, chúng ta sẽ có studio để chúng ta thâu những bài giảng và trở nên một cái nguồn thư viện để giúp đỡ cho hội thánh và công việc của Chúa chúng. Tối thứ năm vừa qua có một cái lời mời, công cái studio trước đây là của TVN, có thể mở ra cho chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta đến đó để thu hình sức đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa với Đức Chúa Trời Ngài đang làm những công việc. Mà nếu chúng ta kế hoạch 5 năm nữa, lại Chúa xin Chúa cho năm nay chúng con sẽ phát triển thêm 50% chỗ này, 10% chỗ kia đó, anh chị em chúng ta sẽ không theo kịp công việc của Đức Chúa Trời, nhất là trong những ngày cuối sống này. Chúa này cho chúng tôi gặp gỡ các đại tớ của Chúa từ Indonesia ở trong chuyến đi lần ra ở tại Hà Nội. Họ bắt tay trong nước mắt và nói rằng mục sư Khánh, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được để thấy Việt Nam được cứu và nước Việt Nam trở nên nguồn phước cho thế giới. Họ sẵn sàng cố vấn đồng hành với chúng ta. Anh chị em biết Chúa Trời Ngài đang sắp đặt, Ngài đã đặt để chúng ta kết nối với bao nhiêu chức vụ trong 20 năm qua của Đại hội Phục Hưng. Chẳng phải là để cho chúng ta có những ngày đại hội cảm ơn Chúa được thăm viếng, rồi cảm ơn Chúa rồi chúng ta đi về. Đức Chúa Trời Ngài đầu tư, Ngài kết nối các chức vụ để rồi chúng ta sẽ cùng tay trong tay nắm để chúng ta bước đi trong ơn của Chúa. Có ai nắm bắt được khải tượng và nói với Chúa rằng là Chúa, con muốn như Elise, bắt đầu xin những việc lớn ở trong ơn của Chúa để Chúa có thể sử dụng chúng ta. Tôi mời anh chị em cùng đứng lên và tôi xin phép được cầu nguyện cho anh chị em. Có những ước mơ trong tấm lòng của chúng ta và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài thấy, Ngài biết, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Không gì thắc mắc về chuyện này nữa, chỉ cái vấn đề là Chúa có tin chúng ta nổi để giao cho chúng ta hay không. Có những ước mơ của các con gái của Chúa có mặt ở tại đây, là Chúa còn muốn trở nên những triệu phú để tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ước mơ của anh chị em sẽ thành hiện thực. Có những ước mơ mà Chúa còn muốn nhận sự sức giàu của Chúa và Chúa Ngài đã đặt để trên mục sư của chúng con trong sự chữa lành. Con xin thần của Chúa đã cảm động ở trong ông sẽ cảm động trên con gấp bội phần. Anh chị em dám xin Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho. Những ước mơ khác của anh chị em, điều gì đó mà anh chị em đã đeo đuổi trong danh Đức Chúa Jesus Christ, là đấng đã dạy chúng con những nguyên tắc này: trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho việc lớn. Xin ban phước giúp đỡ để hết thảy chúng con sẽ sắp đặt cuộc đời của chúng con sẵn sàng cho những ngày của việc lớn. Trong lúc này xin giúp cho chúng con dấn thân một cách triệt để để chúng con sẽ làm bất cứ và hoàn tất một cách tốt đẹp những việc mà Chúa Ngài đã giao trong tay của chúng con. Chúa ban ơn bảo vệ chúng con từ sức khỏe, tinh thần, tài chính, tài sản của chúng con, những người thân thương của chúng con, ở trong huyết của Đức Chúa Jesus Christ để tất cả chúng con được chịu vẹn. Nguyện xin những lời tiên tri mà Chúa Ngài đã sử dụng để tiên tri trên hết thảy anh chị em của chúng con trong những năm tháng qua, không một lời nào rơi rụng xuống đất không có kết quả, nhưng tất cả sẽ được ứng nghiệm. Chúng con cầu nguyện trong thời gian này cho thổi gió bắc,
trên đời sống của anh chị em chúng con, để những của báo dấu kín sẽ được mở tung ra ở trước mặt anh chị em của chúng con. Xin Chúa Ngài thổi gió đông để các mối quan hệ, tất cả những sự sắp đặt mà chúng con không thể nào nghĩ ra nổi, Chúa Ngài sẽ kết nối để những gì cần thiết sẽ được đứng vào đúng vị trí, nhịp nhàng sẵn sàng để chuyển động. Cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước để gió Tây sẽ thổi tung đi hết tất cả những ngăn trở, những điều khó khăn, để chúng con thấy công việc sẽ được tuôn đổ ra trên đời sống của hết thảy anh chị em của chúng con. Và Chúa xin ban gió Nam đem đến phước hạnh trong ơn của Ngài cho đời sống của mỗi một cá nhân của chúng ta, hầu cho những gì đã dừng lại, những gì đã gặp trở ngại, khó khăn, bắt đầu trong danh Đức Chúa Jesus Christ di chuyển những chỗ đầu tư đã bị ngăn chặn, hãy phát triển trở lại theo mức độ mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước cho con cái của Ngài. Tất cả các ân quyền của Chúa trở lên tươi mới trong đời sống của con cái của Ngài, hỡi Chúa, để chúng con có thể chuẩn bị bước qua tất cả những cánh cửa cơ hội mà Chúa Ngài mở ra cho chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con ngợi khen Chúa. Hầu là Chúa chỗ yếu mọn của đức tin để chúng con bị đời dồi dập và những thách thức khiến chúng con không còn dám tin những chuyện lớn. Xin giúp đỡ cho chúng con có đức tin như tiên tri Elise đã xin. Xin thần của Chúa cảm động ở trên thầy sẽ cảm động trên tôi gặp hội. Xin ban cho chúng con sự sức giàu tươi mới, ân quyền của Ngài một cách tươi mới, sắc bén, kết quả, để nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở đất này như tại trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Sao phải chúng con trở về trong bầu không khí sự sức giàu của Chúa để dạy dỗ chúng con, mở trí của chúng con, dạy dỗ chúng con suốt những giờ còn lại của tuần lễ này, Chúa giàu. Họ cho tuần tới khi chúng con trở lại, chúng con lại được Chúa Ngài mặc khải hướng dẫn chúng con, để dùng suốt tháng này chúng con sẽ có một loại đức tin không ngờ được, một đức tin không nghĩ ra nổi. Chúng con dám tin cho những điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời sẽ làm xuyên qua đời sống của mỗi người chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Chúa ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa, và sẽ gặp anh chị em ở trong ơn của Ngài dưới bề chân của Chúa, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta học hỏi lời của Chúa, và hẹn gặp lại anh chị em ở trong những buổi thờ phượng sắp đến. Chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho những ai có nhu cầu. Hội thánh chúng ta sẽ gặp lại trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.